Bạn đang thấy hình ảnh từ vị trí camera trước thiếu pixel ở trên Vsmart Iris Pro. Màn hình tràn viên, camera ẩn, smartphone Việt. Trải nghiệm nhanh của mình nhé. Cái chip Pro thì Pro nằm ở đâu? Thứ nhất, RAM ROM tăng từ 664 lên 8128, nhưng mà nó lại không nằm ở trong cái list những cái thứ đáng chú ý, mà sẽ chuyển qua phần thứ hai mới là cái thứ mà Pro ở đây. Màn hình được thiết kế để camera có thể ẩn phía bên dưới mà không tạo ra cái phần khuyết như đại đa số smartphone hiện tại. Pro nó ở đây và nó tạo nên cái mức giá chính hãng cũng không phải là dễ chịu cho lắm, nó là 10 triệu đồng. Từ đây chúng ta sẽ có hai thứ nên và cân nhắc để nhìn vào nhiều hơn hoặc xét kỹ hơn. Thứ nhất, nó là camera trước. Thứ hai, nó sẽ là vào màn hình. Ngay ở đầu video thì bạn đã thấy từng pixel được hiện rõ chạy dọc theo đoạn phim mà mình đã đưa ra để test. Cái cảm giác mà như kiểu là TV ngày xưa ấy, từng ô vuông nó hiện rõ ra. Còn khi ở nền trắng, đây là một hình vuông có kích thước xấp xỉ 5x5mm. Thực ra nhà sản xuất đã có những cách xử lý như là để hình nền mặc định tối hơn này. Thanh trạng thái khi kéo bảng thông báo xuống cũng sẽ được làm đen đi. Nhưng mà đúng là khi để ý mình vẫn sẽ thấy được tương đối rõ vị trí của camera trước này. Mình nhắc lại này, mình nói là khi mình để ý, tức là bình thường sẽ không thường nhận ra và không nhớ đến cái sự tồn tại của nó đâu. Nên là từ đây mình sẽ có một cái màn hình không có khiếm khuyết này, tương đối ổn và cũng không cần camera pop-up. Với đây để lựa chọn hoặc là màn hình nước ruồi này, hoặc là giọt nước này, và màn hình của Vsmart Iris Pro thì mình sẽ chọn nó, cái tấm nền này. Đó. Nhưng mà không chỉ mỗi màn hình cho nên và cần nhìn đến cả camera trước nữa, bởi vì mình cũng selfie. Nhìn cũng khá là ổn khi so với một camera nó bị che bớt một phần với những pixel còn sót lại để mà hiển thị. Vsmart đã phải sử dụng phần mềm để khắc phục những cái điểm yếu, những cái nhược điểm còn sót lại về phần cứng ở trên một công nghệ rất là mới như này. Họ ứng dụng công nghệ AI với một cái tên gọi đó là Vcam Crystal. Khi cầm máy lên đấy thì đây là live view này. Còn đây là ảnh cuối này, xử lý khá là lâu nhưng mà chất lượng ảnh cải thiện là rõ. Nhưng mà sẽ có một điều mà mình thấy là ít reviewer để ý và nhắc đến nữa. Và nếu dùng app bên thứ ba như kiểu là B612 này, Foodie hay là Instagram mà mình hay dùng ấy, thì bạn chụp như nào nó sẽ ra là như vậy. Phần mềm nó không còn quyết định ở đây nữa. Đây là tình huống sử dụng thực tế, rất là thực tế luôn, bởi vì mình biết là nhiều bạn mình ấy thì sẽ dùng app bên thứ ba để chụp chứ không phải camera gốc. Nhưng mà nếu như bạn như mình thì sao, cũng dùng camera gốc và có thể hậu kỳ nhẹ nhàng về sau, thì theo mình cái khoảng cách với camera thông thường ấy, nó nằm ở cái điều kiện ánh sáng mà bạn bắt máy phải thực hiện. Đầu tiên đủ sáng khá ổn, tất nhiên mức độ chi tiết là không cao nhưng mà tổng thể ảnh ấy cũng được. Thiếu sáng hay sao? Không đến nỗi quá tệ. Ngược sáng, nhưng vấn đề là ngược sáng và rất tối thì nó thực sự là khó, hoặc sẽ là cực kỳ thiếu chi tiết, hoặc là xử lý ánh đèn nhìn khá là hài hước. Vsmart làm phần mềm tốt nhưng mà nó vẫn chưa thể nào bao quát hết những cái điều kiện mà mình cần. Nên để mà nói rằng ok, đây là máy chính của mình, cầm máy lên selfie và tự tin ấy, thì mình sẽ không lựa chọn Vsmart Iris Pro. Và mình nghĩ rằng đó là cái điều mà chúng ta bắt buộc phải chấp nhận ở những cái phiên bản đầu tiên như thế này. À, một điều nữa, quay video cũng sẽ không được xử lý phần mềm nên chất lượng khá là tệ. Vậy là xong về màn hình, về camera trước, độ phân giải 20 megapixel ở trên Vsmart Iris Pro. Còn với những mặt khác, nó cũng sẽ tương tự như Vsmart Iris cái bản tiêu chuẩn ấy. Bạn cần thêm thông tin này, cần thêm trải nghiệm ấy thì bấm vào video có thể mình để ở đây để xem ở trên kênh nhá. Điểm nhanh này, mặt kính khung kim loại hoàn thiện khá tốt nhưng mà theo mình nó chưa được sang cho lắm. Snapdragon 730, 8GB RAM, 128GB ROM cho trải nghiệm tương đối ổn. Pin 4000 mAh, có sạc nhanh 18W sẵn kèm hộp, khá là tốt. Nhu cầu cơ bản như mình tầm khoảng 1 đến 1 ngày rưỡi. Và cuối cùng sẽ là 4 camera sau, và mình thấy rằng trong mức giá, chất lượng nó chưa nổi bật cho lắm. Vsmart Iris Pro cho người ta thấy một cái thương hiệu Việt còn non trẻ có thể làm được gì và dám làm gì. Cái sự tiên phong này sẽ không đặt nặng về doanh số đâu, còn rất là nhiều thứ khác nữa, không chỉ hiện tại mà cả tương lai nữa. Các bạn nghĩ sao về Vsmart Iris Pro? Sản phẩm có camera ẩn bên dưới màn hình thương mại hóa thì đừng quên là comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn rất là nhiều đã xem video đến tận thời điểm này. Hẹn gặp lại trong những nội dung mới hơn nữa ở trên TechMark Việt Nam. Và mình là Hoàng Đạo. Hẹn gặp lại.